Thưa quý vị, năm 2019, hàng xuất khẩu của Việt Nam đi thị trường Mỹ đạt quy mô gần 70 tỷ đô la Mỹ và phần lớn xuất khẩu từ miền Nam với 100% hàng đi qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Điều này cho thấy cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải thực sự có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ, tạo điều kiện và cơ hội cho thương mại của Việt Nam hội nhập thế giới. Năm 2019, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 104,6 triệu tấn. Trong đó, hàng qua cảng bằng tàu biển tăng 5,8%, riêng hàng container tăng 25% so với năm 2018. Với kết quả này, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nằm trong nhóm các cảng biển tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cái Mép Thị Vải, chúng ta có thể là đón được tàu đến 194.000 tấn, 13.800 tiêu rồi. Và hiện nay, Cái Mép Thị Vải thì chúng ta đã có được đến 29 line rồi, trong đó có 22 line là quốc tế và 7 line là nội địa. Và sản lượng hàng hóa thì ở khu vực này thì báo cáo ông chí là tăng trưởng với con số là chóng mặt. Khu vực Cái Mép Thị Vải có 3 cảng chính làm hàng container là CMIT chiếm 27% thị phần, TCIT chiếm 57% và TCTT chiếm 11% thị phần. Từ đầu năm 2019, cảng quốc tế Cái Mép CMIT đã chính thức đưa vào khai thác tuyến châu Âu với các con tàu sức chở từ 17.000 tiêu. CMIT cũng là cảng container đầu tiên tại Cái Mép và khu cảng miền Nam thực hiện thành công hệ thống giám sát hải quan tự động. Điều này được các hãng tàu, các nhà xuất nhập cảnh đánh giá cao, theo đó càng tăng sản lượng hàng cho cảng. Hiện mỗi tuần CMIT đón 5 chuyến tàu mẹ. Cái Mép năm nay là một năm bận rộn và thành công. CMIT chúng tôi tăng trưởng 14%. Và cả một năm hoạt động đạt được hơn 900.000 container tàu mẹ. Đấy là một thành tích rất vượt bậc của chúng tôi. Đứng đầu khu vực cảng Cái Mép Thị Vải về thị phần hàng hóa với 57%, cảng quốc tế Tân Cảng TCIT ghi dấu ấn trong năm 2019 bằng sản lượng thông qua cảng gần 2 triệu tiêu. Tính thêm sản lượng xà lan xếp chở tại bến là 3,6 triệu tiêu, tăng trưởng 29% so với năm 2018. Cảng TCIT có số tuyến dịch vụ dài hạn nhiều nhất ở khu vực Cái Mép Thị Vải với 8 đến 12 tuyến một tuần. Trong đó các tuyến kết nối Việt Nam đến Bắc Mỹ, châu Âu và nội Á. Năm 2019, cảng TCIT đã thiết lập nhiều kỷ lục trong ngành khai thác cảng biển. Như tháng 2 năm 2019, đạt năng suất xếp dỡ 207,36 container một giờ khi làm hàng cho tàu Express Berlin thuộc tuyến dịch vụ FE5. Tuyến dịch vụ kết nối Việt Nam-Châu Âu, TCIT cũng liên tục thiết lập kỷ lục về sản lượng xếp dỡ trong một tàu. Hiện tại, các cảng CMIT, TCIT đã đón thành công các tàu có trọng tải từ 15.000 đến 18.000 tiêu, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các cảng châu Âu từ trên dưới 1 tháng xuống còn 16 đến 21 ngày. Điều này cũng có nghĩa là các nhà xuất nhập khẩu khu vực phía Nam Việt Nam không chỉ rút ngắn được thời gian mà cả chi phí vì không phải trung chuyển hàng hóa. Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia được thúc đẩy vì thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới ngày càng nâng lên. Khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lớn là một lợi thế quan trọng của các cảng container. Điều này phù hợp với xu hướng của các hãng tàu lớn trên thế giới là sử dụng tàu trọng tải lớn từ 14.000 đến 18.000 tiêu để tiết giảm chi phí. Theo tính toán của hãng tư vấn Alpha Line, tổ chức nghiên cứu hàng hải hàng đầu thế giới, tàu cỡ 14.000 đến 21.000 tiêu chiếm 34% tổng số tàu vận tải container đang hoạt động trên toàn thế giới. Và dự kiến đến năm 2021, những con tàu container sức tải hơn 18.000 tiêu sẽ chiếm trên 70% lượng tàu hoạt động trên tuyến Á-Âu. Bởi tàu 20.000 tiêu đưa vào thay thế tàu 14.000 tiêu, chi phí vận chuyển một container từ Cái Mép Thị Vải sang châu Âu giảm 200 đến 200 đô la Mỹ một tiêu. Nếu loại tàu này mở tuyến đến Việt Nam, tại cụm cảng số 5 chỉ có cụm cảng Cái Mép Thị Vải là đủ điều kiện tiếp nhận.